Đúng thật. Gió như vào, như gió vào nhà trống thôi. Đây cho cá ăn này. Cá koi. Đấy. Ui ui kìa. Thấy chưa? Quá đẹp luôn. Hay. Kinh. Này tốn tiền thức ăn lắm nhỉ. Tháng là hết bao nhiêu tiền thức ăn đấy chị? Không xẻ như này. Nó ăn nhưng mà con này á, nó ăn no quá là nó bị nổi bụng nó chết. Đúng rồi, cá là vậy. Nó không biết ăn, không biết cá. Nó không biết cữ. Có nhiều người á, kiểu dạy như là vứt từ nhà nuôi có 4-5 con rồi xong bắt đầu là bún đổ cho nó ăn ấy. Ăn bún vào nó nở ra, rất sau chất thương lượng chết luôn. Quá trời cá. Thế kia có đèn nháy à, đèn ấy à, chắc tối đẹp. Và nghe tôi. À quên đấy, nên tôi vừa chưa có để gì cho cái số. Wow, quá đẹp luôn. Này, có cả đèn màu ở đây này. Này, hôm nay đang đi thăm nhà nhà ông khách hàng, nhà chị khách hàng. Đấy, có một cái hồ cá rất là đẹp, hồ cá koi. Tuyệt vời luôn. Check in. Cái diện tích của nhà chị có 6.000 mét vuông thôi. Nhưng mà nhìn rất là rộng, 6.000 mét là tha hồ chăm sóc luôn. Em này đến thăm, quá tuyệt vời. Đấy, tạo cảnh quan, tạo núi đá, tạo thác. Chỗ này là chỗ vườn hoa này. Đây, toàn hoa hồng thôi. Này, chăm sóc cái vườn này là rất là kỹ càng mới được đẹp như thế này. Quá đẹp luôn. Thế nên là nếu như mà quý vị nào mà lựa chọn được một cái mảnh đất ấy, mà nó có khuôn viên, nó có tạo dễ dàng tạo được cảnh quan thì mình đỡ tốn cái công. Bởi vì nếu không mình cũng phải đắp ụ, đắp các thứ tạo thành uốn lượn như này mới thành cảnh quan đẹp được. Chứ mà nó bằng phẳng không thì nó lại không ra gì nữa rồi. Đó. Rất là đẹp. Tuyệt vời. Đó. Cây cối này. Đây làm cái nhà, chỉ cần cái nhà như này thôi. Đó. Đây. Đó. À, chỗ này là chỗ để vừa ngắm cá này, vừa để nơi tiếp khách uống nước này.
Đây là vườn, chỗ này khu này là quy hoạch làm vườn trái cây này. Cây ăn trái ở kia. Ở kia là cái chỗ nhà thờ ha, thành những nơi riêng biệt. Còn chỗ này là phòng ngủ cho người chăm sóc vườn đó, các thứ. Đây, nhà đây ha. Còn đây cái nhà gỗ đây, những cái nhà gỗ đây, khuôn viên. Chỗ này là vườn cây xưa đó. Đấy, khuôn viên này để trồng cây xưa này. Còn chỗ này là dùng để nuôi gia cầm này, vậy là tự cung tự cấp đó. Kia là vườn trái cây, bên trong là vườn trái cây, đất đỏ đẹp tuyệt vời. Đây là cái chỗ nhà thì tiếp khách này ha, 6.000 m2. Chị tâm sự là với 6.000 m2 là quá rộng để mình có thể là mình chăm sóc đó. Nên là nếu những ai mua thì mua khoảng cỡ 3.000, 2.000, 3.000 đấy, thì làm một cái vườn đẹp mình chăm sóc tỉ mỉ được. Đây chỗ này để trồng rau này đó. Chứ rộng quá như nhà chị là phải tới 2-3 người chăm sóc ạ, nó mới đẹp được. Thì giới thiệu quý vị một cái căn nhà vườn đi thăm thôi nha. Quá tuyệt vời luôn. Đây là niềm mơ ước của rất nhiều người, niềm mơ ước của nhiều người. Thế tôi cũng chỉ mong được như này thôi, làm cái nhà nhỏ nhỏ như vậy thôi, có chỗ để tiếp khách, có chỗ để thư giãn, không cần phải nhà cao cửa rộng gì hết. Đấy, như thế này thôi, 1 × 1/10 như này thôi, đẹp rồi. 6.000 m2 làm căn nhà, mảnh đất giờ cỡ như ở thành phố thì gần ao ước chỉ cần 300-500 m2 thôi là tốt lắm rồi. Nhưng đây tới 6.000 quý vị ạ, 6.000 m2 chứ không phải là ít. Ở thành phố chỉ cần 300 m2, 200 m2 thôi là đã thấy là rộng lắm rồi à. Đấy. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau ha.